Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Mới đây, vụ việc ông Lê Đức Thọ, nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil gây xôn xao dư luận. Trước khi nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre và hai lãnh đạo ở công ty Xuyên Việt Oil bị bắt, cơ quan chức năng đã phát hiện doanh nghiệp này nợ thuế hơn 1.000 tỷ, chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Thông tin được ghi nhận trên Cổng Thông tin Chính phủ. Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Quyết định này được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2023. Theo đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil có địa chỉ trụ sở chính 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phải gửi bản chính giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 19 tháng 11 năm 2021 về Bộ Công Thương. Đồng thời, chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá, Bộ Công Thương, vụ thị trường trong nước. Trước đó, vào đầu tháng 8 năm 2023, lãnh đạo Bộ Công Thương đã ký quyết định số 1896 về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trong năm 2023 đối với 4 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil, số 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Hưng Phát, số 73 Lê Lợi, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức, số 287 Ngô Đức Kế, quận Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thủy bộ Hải Hà, số 132 khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, hệ thống phân phối, mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối. Ngoài ra, các thương nhân đầu mối bị kiểm tra việc duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu, quy định tại Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định 08 về điều kiện đầu tư kinh doanh, Nghị định 95 sửa đổi bổ sung Nghị định số 83. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19 tháng 11 năm 2021, hiệu lực trong 5 năm. Năm 2022, công ty Xuyên Việt Oil không được hải quan giải quyết nhập khẩu xăng, dầu. Lý do được Bộ Tài chính nêu là do công ty chậm nộp thuế. Số thuế cưỡng chế lên tới 684 tỷ đồng. Vì vậy, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Xuyên Việt Oil theo quy định tại Nghị định 126/2020. Đáng chú ý, tại kết luận thanh tra được Bộ Công Thương thực hiện hồi đầu năm 2022, công bố vào cuối năm ngoái, đã chỉ ra nhiều điều bất thường tại doanh nghiệp này. Cụ thể, một trong những điều kiện quan trọng để Xuyên Việt Oil có được giấy phép làm đầu mối là đáp ứng về hệ thống phân phối bên cạnh các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển. Trong đó, để đủ điều kiện về hệ thống phân phối, có 37 đại lý bán lẻ của Công ty Cổ phần Đại Đồng Xuân được Công ty Xuyên Việt Oil kê khai thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ, con. Cụ thể là Xuyên Việt có góp vốn trên 50% vào công ty Đại Đồng Xuân. Thế nhưng, điều đáng nói là cũng chính trong ngày Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, công ty Xuyên Việt Oil và công ty cổ phần Đại Đồng đã ký kết văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tại thời điểm hủy bỏ, hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết. Điều này là không đúng quy định. Bộ Công Thương khẳng định, đồng thời kết luận công ty Xuyên Việt chưa đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu. Năm 2021, công ty này không đăng ký hệ thống phân phối với Bộ Công Thương. Trong quá trình thanh tra, doanh nghiệp bị phạt hành chính tới 4 hành vi,
trong đó có việc không đăng ký hệ thống phân phối, không đáp ứng điều kiện hệ thống phân phối, gian lận trong kê khai đại lý. Tháng 7 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1,5 tháng. Công ty Xuyên Việt Oil là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn nhất trên cả nước, được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19 tháng 11 năm 2021, hiệu lực trong 5 năm. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 9 năm 2023 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an A09 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc công khai thông tin người nộp thuế, nợ thuế đợt 2 năm 2023. Theo danh sách nợ thuế này, doanh nghiệp nhiều nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng. Chiều ngày 14 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố ông Lê Đức Thọ, nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Đây là diễn biến mới khi Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Ông Lê Đức Thọ hiện đang thường trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Đức Thọ. Trong diễn biến liên quan đến vụ án trên, căn cứ kết quả điều tra, ngày 8 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Theo thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ liên quan đến vi phạm của ông Lê Đức Thọ, trong 2 ngày 16 và ngày 17 tháng 8 năm 2023 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân đồng chí đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo đề nghị Bộ Chính trị xem xét quyết định. Ngày 8 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định. Vi phạm của đồng chí Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất mức độ, hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Đức Thọ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!